Xin chào ba anh em. Xin chào, em chào anh. Như đã hẹn trước, hôm nay chúng ta gặp lại nhau để cùng chia sẻ về lễ Giáng sinh vừa qua. Vâng ạ, thế lễ Giáng sinh vừa qua của các bạn và gia đình thế nào nhỉ? Rất tuyệt vời. Đúng vậy, rất tuyệt vời. Ba anh em mình cùng mẹ dọn dẹp và trang trí nhà cửa, trang trí cây thông Noel. Đặc biệt nhất là bữa tối, mẹ làm toàn những món ngon như bánh ngô, bánh khoai. Nói chung là nhiều món lắm. Thế các bạn có nhận được quà của ông già Noel hay không? Có chứ. Mình được tặng một hộp bánh vừng đen. Ồ, vậy ra đó là món quà bạn xin ông già Noel à? Hi hi, đúng vậy. Thế anh Hai Tít thì sao nhỉ? Mình cũng được tặng quà. Ông già Noel tặng mình một bộ dụng cụ. Có nó, mình sẽ làm ra các món đồ mà mình thích. À, thì ra là vậy. Xem ra bạn có vẻ rất khéo tay nhỉ. Hi hi. Mà sao hôm nay Út trông buồn vậy? À, Út không được tặng quà. Chắc có lẽ Út chưa ngoan. Vâng, có lẽ vậy. Từ nay em sẽ cố gắng ngoan hơn để năm sau được tặng quà. Thế Út xin ông già Noel món quà gì vậy? Em muốn bố về nhà để đón năm mới cùng gia đình. Bố đi làm xa lâu ngày chưa về, cả nhà đều nhớ bố. Ồ, ra là vậy. Thế thì mình nghĩ không hẳn là Út chưa ngoan đâu. Biết đâu ông già Noel đã chuyển lời tới bố của các bạn, nhưng do công việc bận nên bố chưa thể về ngay được. Mà từ nay đến lúc bước sang năm mới vẫn còn thời gian. Biết đâu bố của các bạn sẽ kịp về với gia đình. Em cũng mong là vậy. Giờ thì hãy vui lên và làm nhiều việc tốt hơn nữa nhé. Cũng đến lúc mình phải đi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại.